cách chụp ảnh đúng tiêu chuẩn để xin visa Thụy Sĩ thành công. Bài viết này sẽ chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm chụp ảnh đúng tiêu chuẩn xin visa du lịch Thụy Sĩ mà bạn nên biết để có thể chuẩn bị tốt nhất cho chuyến du lịch Thụy Sĩ của mình. Ảnh chụp theo đúng tiêu chuẩn yêu cầu của lãnh sự quán. Ảnh chụp trên nền trắng, mặt nhìn thẳng và kích thước chuẩn là 3.5 x 4.5 cm, không được chỉnh sửa. Đây là cỡ ảnh phổ biến nhất mà hầu hết các đại sứ quán yêu cầu để dán vào hồ sơ. Chiều cao của khuôn mặt phải chiếm tỷ lệ 70-80%, tương đương khoảng 32-36mm. Yêu cầu ảnh phải được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây. Ảnh cần chụp sắc nét và đủ độ tương phản. Khuôn mặt phải được chiếu sáng đều, tránh hiện tượng kiểu như mắt đỏ,